Lệ Quyên gây bất ngờ khi chuyển hướng hát nhạc remix. Thay vì gắn mình với những dòng nhạc trữ tình, bolero quen thuộc, Lệ Quyên muốn khán giả thấy một khía cạnh khác của mình với dòng nhạc remix. Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lệ Quyên vẫn là cái tên được khán giả quan tâm và yêu mến. Cô biết cách giữ chân người hâm mộ khi liên tục đổi mới từ phong cách âm nhạc cho đến vóc dáng, ngoại hình. Theo đó, Lệ Quyên vừa quyết định táo bạo khi chuyển mình sang dòng nhạc remix sôi động. Nữ ca sĩ tiết lộ trong tháng năm này, cô sẽ ra album Lệ Quyên Top Hits Remix FTDJ Mai Hào gồm 5 ca khúc nhạc trẻ quen thuộc gắn liền với sự nghiệp của mình gồm Nếu Em Được Chọn Lựa, Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu, Đắng Cay, Nếu Như Ngày Đó Và Vì Em Còn Thương. Khi được hỏi trước sự bùng nổ của dòng nhạc remix thời điểm hiện tại, Lệ Quyên có phải là người đi sau? Nữ ca sĩ cho biết, đây là những ca khúc quen thuộc trong nhiều năm qua của tôi nhưng bây giờ được remix mới lại. Điểm khác biệt là nó không phải quá sôi động, quá mạnh mẽ nhưng đủ để khán giả thư giãn. Thêm nữa, hình tượng tôi hướng đến đi kèm với dự án này là một người nghệ sĩ sung sức, quyến rũ. Quyến rũ không hẳn là sự tươi trẻ của body, hiện đại, sexy mà sự tươi mới của một người phụ nữ trưởng thành. Tôi lồng điều đó vào những bản remix này. Để trân trọng khán giả, Lệ Quyên tiết lộ phần nhạc và giọng hát đều được thu lại và không sử dụng giọng hát cũ. Chính vì thế, loạt ca khúc sắp tới sẽ pha trộn giữa mới và cũ tạo nên một nét chấm phá mới trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Nói về lý do chọn thời điểm này để tung dự án mới, Lệ Quyên cho biết, thời điểm này, tôi thấy phù hợp để ra mắt remix. Âm nhạc của tôi có sự đan xen lẫn nhau lúc dự án này, khi dự án khác và sắp xếp hài hòa để khán giả thưởng thức. Đó là sự tính toán, uyển chuyển và tạo sự bất ngờ cho khán giả của Lệ Quyên. Dịp này, Lệ Quyên cũng tung những hình ảnh mới với hình tượng hoàn toàn khác biệt so với nữ hoàng phòng trà trước đây. Nói về sự lột xác này, Lệ Quyên nói, những năm gần đây tôi ý thức luyện tập sức khỏe, sức bền cho giọng hát tốt hơn. Nhưng khi tập luyện tôi phát hiện mình có nhiều sự thay đổi về bên trong ngoài vóc dáng. Đó là lối suy nghĩ tích cực, khỏe từ bên trong. Đó là cả một quá trình 5 năm tập luyện và 3 năm nghiêm túc. Đó tác động toàn diện con người của tôi. Đây là lúc phù hợp nhất để tôi cho mọi người thấy một con người khác hơn về mình. Về sự cầu toàn, yêu bản thân hơn và nỗ lực hơn để cho mình truyền cảm hứng cho phụ nữ. Đó không phải tuổi thanh xuân, đôi mi mới đẹp mà mình có thể đẹp khi trưởng thành. Dù là sinh con, mình vẫn đẹp và vẫn truyền cảm hứng đến mọi người.